chào cả nhà. Xin chào ông bà cô chú. Con xin chào ông bà cô chú. Thì hôm nay con được mẹ với chị Ba giao cho cái nhiệm vụ là đi bán hết cái mâm gỏi cuốn này nha. Đây, cái mâm gỏi cuốn đây. Quá ngon luôn. Ngon meo. Trong gỏi cuốn này thì là có tôm nè, rồi thịt nè, rồi rau salad nè. Nói chung là mấy cái gì mà ăn trong gỏi cuốn á. Nội ơi, nội ăn gỏi cuốn không nội? Ăn. Hai cuốn 5.000 nội ơi. Hai cuốn 5.000 hả? Dạ. Rồi để con chọn. Wow, quá. Nội ăn mấy cuốn nội? 10.000 đi. Dạ. Hồi nãy con gái cái này con ghé con gã luôn á. Cái hộp nhỏ mình để tương nó hay vừa. Dạ. Ghé không nãy. Mười ngàn là mấy cuốn chị Ba? 10.000 4 cuốn. 2 cuốn 5.000 thì 10.000 4 cuốn. Miêu cười. Miêu hỏi nhau thôi anh em. Bán phụ gì không nhớ không? Hồi nãy con giấy cái này cho nước đó là con té thường á. Đây là cái phần dưa chua nè. Nó có cái hộp nhỏ đó Dương thấy không? Dạ. Ừ. Cái nắp đậy lên luôn. Cái này là me hả chị Ba? Cái đó là tương hồn. Tương hồn, tương hồn, tương hồn. Nè, cái dán này múc vô. Cái dán này múc đâu. Sẽ chán. Nhỏ, tương hồn rất là đậm đà, rất là kẹo nẹo luôn nha. Vừa vừa thôi. Ừ. Rồi mình cho dưa chua rồi vô luôn. Cầm chút cái meo con cầm chút cái. Cầm chắc nha. Bác hỏi ông cồ, tao mà ăn cồ. Ông cồ với bà cồ lúc nào cũng mở hàng hết. Cho dưa chua vô. Ai cũng không ăn chứ. Một mình và bà cồ với ông cồ ăn thôi. Trời ơi, đĩa này miêu quở rồi. Vừa hút bán là có ông cồ với bà cồ ăn thôi. Ngoài ra không có ai ăn hết. Lại bé miêu đi giao cho ông bà cồ kìa. Nè, meo. Meo. Cái con cầm này. Thôi, không có cầm được. Cầm cho ông. Để nó đi con. Nè, nè. Để nó đi. Để tiền luôn. Nè, hầu lấy. Đến 10 ngàn nè. Dạ, con cảm ơn. Anh nói ơi. Đưa bà nội cho con. Rồi, đi tiếp thôi Miu ơi. Cảm ơn bà cò đi. Cảm ơn ông bà. Rồi, gánh rau lên nha. Dốc ơi, dốc cho con cầm này. Ai mua gỏi cuốn không? Ai mua gỏi cuốn không? Hai cuốn 5.000 đây. Vậy lấy bên kia trước thì Dương bên kia nó quấn lên nữa nha. Rồi, anh nhăn kìa Miêu. Chúc anh nhăn ăn ngon miệng đi. Sao vậy? Ây dạ. Bữa nay không có đi học hết nhăn. Bữa nay ngửi sức cái nách rồi chị Ba. Để đại đi mình nhăn cầm vô. Hôm nay là sẽ thử thách bé Dương bán nha. Coi hôm nay là bé Dương bán giỏi hay là chị Hai bán giỏi. Đó, cho dưa chua đồ vô. Cho độc phẩm vô. Chắc là ngon. Còn cái nắp giảm nha. Có cái nắp thay lại. Rồi 10.000. Đây 10.000. Rồi, đây. Đi tiếp tục. Rồi, đi tiếp em ơi. Đi tiếp thôi. Đi. Dạ. Ai mua gỏi cuốn không? Bà Hai ơi.
cô uống tiếp con đi. Bán gì đây cô? Dạ bán gỏi cuốn. Gỏi cuốn 2.000. Hai cuốn. Ủa, hai cuốn 5.000. Cái này bà hai ăn không được. Đang ăn gỏi cuốn đang ăn. Hai cuốn 5.000. Mở hàng rồi. Mở hàng ai? Mở hàng mới đi. Mở hàng đi, bán đi. Mở hàng rồi. Mở hàng rồi. Mấy cuốn bắt hai. Bốn cuốn này. Bốn cuốn. Bán ơi, gỏi cuốn người ta. Mình đang biết Dương bán sao đi. Bán thì hết chứ. Lần đầu hả Dương? Dạ. Dạ. Cái này nhả. Lần đầu bán sẽ hết. Bắt hai mở hàng chắc hết. Có bọc đó Dương, vô bọc cho bắt hai tắt Dương. Rồi lấy nước chấm. Đây. Đưa hũ chốt nha lên. Đây. Oh my god. Để vô đi Miu. Đẩy lên cho dĩa cho bà hai một dĩa đi Miu. Bà hai phải ăn liền tại chỗ đây nè. Cho bác hai trả tiền. Không bụng mà. Bà bụng mà. Bà bả ăn mới được. Bà hai ăn mới trả tiền đúng không? Con nhỏ này. Đúng rồi. Chút này dạ mờ bún bà. Dạ mày có không? Trời ơi. Cái này nãy như vậy. Không biết bọc đựng. Có bọc không? Dạ có, con cảm ơn. Bốn năm. Dạ bốn năm. 5.000. Lấy thêm 5 bốn cuốn luôn. Phải. Sao bà có đòn gánh mất lưng vậy ta? Dạ cái đòn gánh nó bị nghi. Thì cái thúng nó không được. Đi. Dạ. Tại nó có cái niềm sao. Đây hôm nay là có tôm, có thịt nữa nha. Đó, 4 cuốn vậy. Đây, 4 cuốn đây. Mèo đưa nó hộp cho Dốt kìa. Nè, hộp đi. Qua đây. Mua gỏi cuốn ăn nè. Gỏi cuốn đi chú ơi. Nhưng mà chú ngán rồi, chú ăn rồi. Nhưng mà chú không mua. Mày nói ăn hồi nào mà ngồi ơi chết luôn á mày ăn hồi nào mà ngán ghê có bà mày đi tám kìa. Để cho bà tám hộp kìa. Mấy cuốn tám cái nào con gửi đây rồi con cảm ơn. Mấy cho tám bốn cuốn nó bán rồi, nó nói chú ngán rồi chú không ra. Trời ơi trời. Mèo ơi chết dốt rồi. Chú ăn cỏ. Chú ăn cỏ vậy à? Chú ăn cỏ, chú ăn luôn rồi. Trời ơi chết rồi. Chết rồi. Sao con phải ép chú mua chứ, để cho dốt bán vào hết. Đúng không? Đúng, tại vì chú ăn xong rồi ăn chú đi rồi. Cho chú xem, cho chú ngon một bà đúng không? Chú không hèm ăn ở đây rồi, chú ngon bụng rồi. Kìa mày ăn bảy kìa, mày ăn bảy ăn gỏi cuốn kìa. Ken kìa mày, ken kìa mèo. Rồi mèo bưng vô cho bà tám kìa mèo ơi. Mèo úp lại đi con, bưng vô cho bà tám kìa. Nè bưng vô cho bà tám. Nhanh lên. Bỏ cái lại đây. Chút vô chứ. Rồi đem lại cho bà tám đi. Nha. Rồi còn ai mua gửi cuốn không? Bốn gửi cuốn không? Không rồi, tao mới ăn từ bốn. Dạ hả? Bảy gửi cuốn vậy? Không. Rồi đi gánh dài xuống dưới đi Dương ơi. Dài xuống với hai, với ba, với bà hai đổ dưới. Rồi đừng có tao đi theo bố quên. Dạ. Rồi. Nè con dây. Con đưa tay nè. Dơ hả? Đi con thầy nè. Gọi cuốn 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 nè.
Chú hai gọi cuốn không chú hai? Bán gì ạ? Dạ gọi cuốn bỏ phê, hai cuốn 5.000, gọi cuốn tôm thật. Mèo đưa hộp chút nè. Ra đây. Bữa nay có mùng gì không nè? Mới không ra nghỉ, mới ra điện lại nè. Mới mai lại luôn hả? Có mai cho hay, có mai lại đó. Dạ. Gần Tết rồi mai kiếm tiền xài Tết hết năm ha. Năm nay nó cũng chậm hơn mỗi năm. Dạ. Mà ngắn khó khăn quá. Dạ đúng rồi. Cái gì cũng khó khăn đó. Ừ. Dạ rồi, 5 cho con gửi. Ừ, gửi tiền. Dữ quá, dữ quá. Dạ rồi, con cảm ơn. Rồi, đây, tiếp tục. Con mới mua hoa nắng đắt ra, để chịu cho hết nè. Hế về ăn tháng 1 à. Mình ăn đi. Ai mua bánh cuốn không? Bán gì? Gọi cuốn không ơi. Ai mua bánh cuốn không? Đây, đi, đi, cổ mua bánh cuốn. Ai mua bánh cuốn không? Ai mua gọi cuốn không? Ai mua bánh cuốn không? Rồi, mình đi ra mời bà Út với bà Hai lên bản á. Ai mua gỏi cuốn không? Kêu bà Hai ơi mua gỏi cuốn không? Bà Hai ơi mua gỏi cuốn không? Rồi qua bên bà Hai kia luôn. Bà Hai giờ này dắt chưa? Không có ai với nhà hết trơn nè. Người ta đi chạm hết trơn rồi. Ờ, chắc vậy dạ cô. Dạ gỏi cuốn. Thôi, bà Hai ơi gỏi cuốn luôn. Gỏi cuốn làm thật. Ở tan thương, tan thương mà bán sao? Bán cho bố hai ăn không được rồi. Đưa cái hộp chút, nhanh lên. Đây, đưa cho bà cầu. Biết. Bị bà ăn tương trừ mà đâu có không hả? Dạ. Bán cái nào tương được kêu bà mua à? Dạ. Trong cô, tới dù cũng thứ ba nè. Bán nào làm khéo quá ha. Dạ. Nước cuốn rồi có đường niêm, đường chấm rồi em quá. À, nước chấm tương hộp. Bộ nào nè, hộp chân mạng này mà nấu đó hả? Dạ. Mèo, bưng cho bà Út nè mèo. Dạ. Nè. Dạ. Cảm ơn bà Út chưa? Bớt chưa? Chồng mày bớt chưa? Dạ, ổng cũng bớt rồi. Dạ. Rồi cái tay mà đứt cái ngón nào? Dạ, đứt ngay ngón trỏ luôn bà Hai. Dạ, 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 ai mua gỏi cuốn không? Ui, cái dốc nước cà. Trời ơi, trời ơi, cái hồi ông còn gỏi cuốn bán luôn á. Dạ. Ngàn. Cái này cao quá con ông. Một hộp cho cô bức chăn kìa. Má gãi ghép rồi dạ. Má Hai gỏi cuốn, má Hai. Mua cho mình một cái không biết. Dạ. Hai cuốn 5.000, 5.000 hai cuốn đi. Hai cuốn 5.000. Hai mấy cuốn hả? Hai chú. Anh. Ba cuốn đi. Hai cuốn 5.000 lấy 4 cuốn 10.000 đi. Ăn nhiều quá vậy. Dạ. Nó là định bán á. Tự nhiên ai bán một hộp. Dạ còn 4 cuốn cho chị Lan Anh 4 cuốn luôn là hết luôn. Dạ. Ở biết hả? Dạ. Rồi lấy đi rồi lấy tiền rồi cha. Chưa có đưa gửi cuốn người ta. Này con. Rồi lấy cảm ơn cô đi con. Cảm ơn cô. Ăn cơm về chứ không phải cô. Cuốn cái đầu của chung đi qua đây, đi qua đây, đi qua này. Đầu cho mày đẹp quá à. Hai hỏi kìa, ai uống đầu cho con kìa. Ai uống đầu cho con hả? Cái Hai. Mua á Hai. Dạ rồi, con cảm ơn. Mua chục tóc đến như đó hả? Dạ. Rồi cảm ơn nha bác Hai. Rồi cái bọc cái bọc á sao mà Dương lấy cho bác Hằng Dương có ra lần cảnh hả? Ồ, vô chuẩn rồi dạ bằng đi cái nào bác cung mà đổ chạy đi dạ đổ nào bác tôi á đổ nó bác hết bánh được không bánh chuối ngon quá bà Hai được.
Dạ, bé hai để giùm con nha. Còn 4 cuốn nữa là hết rồi. Quang Anh ơi, mày quất hết rồi rồi Quang Anh ơi. Hết rồi, sao sao mình ăn? Nghỉ ăn. Rồi hết rồi làm sao mình ăn nữa? Tối ngày có người. Hồi nãy thì nhớ chú ăn rồi. Cái này hết rồi sao con ăn? Về làm khác ăn con. Rồi hết rồi cả nhà ơi. Hết rồi, còn viên hủ hai mươi trăm gì sao bán được, còn viên hủ nè. Ui giống này đó, hết trơn rồi đó nha Dương. Hết trơn dạ. Em bán cũng ai chứ bộ. Bán bao bán thì mà không giao gì hết trơn rồi. Đúng ba chúng ta chúng ta bọc không chị Lan Anh. Dạ em cảm ơn. Cảm ơn nha. Không rồi hết thì Miu ơi. Tiền xuống đây ba tiền kìa chưa. Sạch mâm chưa? Dạ rồi. Hôm nay thấy bán thì sao? Vui quá giờ, vui quá. Vui quá hả? Rồi đi gan trước chứ dốt kìa, để cái hộp đó lên dốt gắn về nha. Rồi đi về Miu ơi. Ui, ở sao nó nặng quá. Rồi đi. Cùng hộp đi xuống chung con. Gì á, mà gì mà quay quay vậy hả? Ken, nhờ bé hai mà giờ cũng bán hết rồi đó. Mẹ ơi, đi lại đây nè. Mẹ lại giống mua bánh ăn kìa mẹ ơi. Rồi mẹ ăn bánh gì? Nay ghé tiệm bà Sáu mua bánh ăn nè. Giờ mẹ ăn gì? Miu ăn bánh gì mèo? Miu ăn gì? Bà Sáu bữa nay không ăn gỏi cuốn rồi. Ăn cái nào? Đây bà Sáu bán rất là nhiều bánh luôn. Giới thiệu cho ông bà cô chú coi bánh gì nè Dương. Cái này là đa số là bánh oxy hả? Bánh oxy hả? Dạ. Ăn bánh gì hai cô cháu mua về ăn đi. Miu ăn gì? Mời con ngàn đi. Hả? Để viên đa thôi chị. Nó mua kẹo rồi kìa chị ba. Trời ơi mua kẹo hả? Ở kẹo ở nhà nhóc hết trơn con, mua bánh đi. Kẹo nhà kẹo sô cô la nhóc hết trơn á. Mua hoài. Mua bánh ăn đi. Bà Sáu là tiệm rồi. Tập quá nhỏ ở xóm nha. Thường bán đầy đủ đường trứng rồi phải không? Ăn này đúng không? Bánh luôn. Rồi ăn gì nữa không Mèo? Đường nè, rồi cái này là trứng cút, trứng vịt nè, hộp gà đồ nữa không? Bánh nè, các loại bánh nè. Kẹt. Rồi Mèo ăn gì nữa không? Rồi Miu ăn, Dương ăn gì? Hay mà. Ăn quả trứng, ăn quả trứng. Ăn quả trứng hả? Quả trứng. À, kẹo quả trứng đó hả? Lấy làm sao? Lấy làm sao mà sắp? Ủa bán hết rồi hả? Dạ, bán hết, dạ, trứng hết rồi bà Sáu. Dương ăn bánh gì nè? Lấy gỗ tiền cho. Dì ăn bánh đó hả Dương? Dạ. Còn bánh gì nữa không? Dạ không, như được. Ăn bánh cám. Rồi kêu bà Sáu tính tiền đi. Bà Sáu ơi, nhiêu bà Sáu? Lắm con. Ăn bánh cám nữa. Rồi Miu rồi ăn bánh chán nữa kìa Dương ơi. Ăn bánh chán hả? Ăn bịch bánh chán đi. Ăn hàng đầu. Cái gì vậy? Cái gì thôi? Cái gì? Vậy. Vậy thôi đúng không? 7.000 hả bà Sáu? Ừ, 7 với cái đó 2 nữa 9. 9.000. Đây rồi, đây. Con gửi. Rồi đi về. Về thôi. Về. Trở về rồi ông bà cô chú ơi. Cái này sao gánh lên đây? Để dưới đây đi, em trả tiền lên đi, chút nữa chị ra cho. Cái chân em ngắn quá, đi cái gánh nó đụng chứ. Đau dây không? Bữa nay đi đau dây không? Dạ đau, đi lên nhà Miu ơi. Lên nhà. Miu có cái gì trên nhà kia? Cái gì Miu ơi? Cái gì vậy Miu? Rồi, gót hết trơn rồi kìa. Bỏ đi ha. Trời. Trời ơi, năng xanh không? Quá hùng quả cái hùng quả. Em không biết nữa, đi kia vô biết chứ để tính. Đi đi.
Miêu ăn gì ạ? Kẹo. Nó hôm qua không biết hôm nay ai gửi về đây. Rồi ra sáng luôn. Miêu ơi, ra đây nè Miêu ơi. Đây, qua bên hướng này sáng nè Dương ơi. Ủa hôm qua của ai ạ? Coi tên nè Dương. Hôm qua có cô bên Mỹ về. Cô của bên Mỹ hả? Ủa cái tên nhắn đâu chưa? Đâu chị coi đây. Của chú Can á. Chú Can hả? À. Chú Can quà vậy? Ờ, ông thương con thì ông gửi quà gì cho con. Ờ, thôi sẵn dịp đây thì mình khui ra luôn ha. Dạ. Rồi, lấy da khui ra. Hôm nay có quà Miêu vui không? Ừ. Để kẹo ra đi con, chút ăn kẹo. Ô trời, ngoài đây là mưa luôn rồi cả nhà ơi. Thôi là nãy bác không mắc mưa. Ờ, mắc mưa cái rồi ế luôn. Cái này khui sao chị? Mẹ bác? Con gì cháo gì ăn không hết luôn nè. Dây vô rồi. Thôi từ từ thôi. Cô ơi từ từ à. Và trước tay giống như ba con gì đó. Ừ. Trước tay giống thịt ba luôn đó. Kìa cho trước tay kìa. Ừ. Miêu hồi hộp không? Ờ. Lấy kẹo về đi con, chút ăn con. Ngon quá. Sao nó khé à? Mạnh lên. Tự tay bé Dương sẽ khui cái thùng quà này nghe. Không biết trong đây có gì. Thì trong thời gian chờ đợi bé Dương khui quà thì con cảm ơn chú Cam rất là nhiều nha. Đã dành tình thương cho hai dì cháu của bé Miêu nha. Cái gì Miêu ơi? Vui không Miêu? Vỗ tay. Wow. Cái gì vậy? Quá cả. Đẹp không? Dạ đẹp. Vỗ tay. Có dốt không hả? Cái gì có dốt không hả? Cái này là để coi cái này là cái gì vậy dốt? Cái này là gì ta? Không biết nữa. Từ từ. Sao vậy ta? Từ từ. À, cái này là gì? Cái đó là gì Dương? Em không biết cái này. À, cái đó là cái gì nè? Cái gì, cái chi hay gì đó, cái chi để mà cho nó chảy ra. Chiếc này là có quà ngon rồi, có bánh ngon rồi. Cái này là cái chi á. Để mà mình giống như mình xúc xích được phải không? Cái mình chiên, cái mình nướng á, mình để cái chi lên cho nó chảy ra, nó béo béo quá. Nghe không? Dốt này vậy. Ôi, cái này chú gửi, cái này là hai dì cháu vỗ tay lên coi. Mừng không? Miêu mừng không? Wow, cái gì vậy? Đâu đâu đi chị coi coi. Wow, cái này là đồ để mà may đồ rồi gắn hộp đá để may đồ rồi đó. Wow, cảm ơn chú đi. Dạ con cảm ơn chú. Cái này là cọng dây nịt. Wow, dây nịt kim cương hồi soạn không ta. Cái gì vậy? Cái đó là cái gì vậy Miêu? Công cụ của con á. Cái này là cái áo nè. À, cái áo khoác phải không? Đúng rồi, cái áo mặc mùa lạnh đó. Cảm ơn chú đi. Dạ con cảm ơn chú. Cảm ơn mấy này. À, Miêu ra đây mẹ coi cái gì hả? Con cú. Đâu đâu chị. Này gốc mà. Không không, có hai dì cháu xài chung nha. Rồi đi đi. Tao khui ra. Wow. Cái này là gì vậy? Wow, đã quá vậy. Cái đó sức không có được nha Miêu. Thơm không? Thơm. Cảm ơn ông đi. Quá. Con cảm ơn ông đi. Con cảm ơn ông. Chúc ông thằng Nhị sức khỏe và thằng con có con quẹt. Ừ. Cái này là dầu thơm á. Chắc dầu thơm á. Còn cái này. Rồi bây giờ Dương hai mặt cảm ơn chú đi. Thì con cũng xin cảm ơn chú rất nhiều. Tuy là món quà này nó nhỏ nhưng mà đối với con là rất là lớn. Nên con cũng chúc chú có thật nhiều sức khỏe và sống lâu trong tuổi. Vỗ tay cho dốt Miêu ơi. Rồi Miêu cảm ơn ông nè. Cảm ơn ông của con thật nhiều sức khỏe và trong con nguyện. Rồi quá giỏi luôn. Rồi bây giờ mình để quà sang bên và mình đếm tiền coi tại giờ mình bán được nhiêu nha. Dốt ơi, dốt này chạy gì rồi dốt. Cái tấm giấy. Rồi giờ hai dì cháu đếm tiền nha. 40, 50,
70, 90, 100, 120. 120 hả? Dạ, có tên nữa nè. Có tên nữa nè vô. Ừ. Tên nè. Tạm tiền với dốt kìa đấy, 3 tên tiền kìa Mêu. Tên nè. Bờ ơi tư nặng sự. Không biết gì trên. Trong trong cô rẻ không biết gì trên dạ. Ủa? Ủa? Cái này là tấm giấy của chú Cây Anh nè. Trời ơi bé Mèo nó đi. Trời ơi tôi nặng tự gì lùm lùm hết. Em đọc tấm giấy lắm nha chị. Con đọc đi. À, chào cả nhà cháu. Chú xin nói cùng gia đình vài câu. Chú muốn để cháu Dương hiểu thêm. Chú rất muốn gia đình thương giúp cháu để cháu cố học tốt. Cháu là một đứa con gái út trong nhà. Cháu phải chăm chỉ học hành thật giỏi để không phụ lòng ba mẹ và cả hai chị. Chú nhận thấy cháu là một cô bé rất thông minh. Vì thế chú luôn ủng hộ cháu. Đây là một ít món quà nhỏ chú gửi tặng cháu. Chú sợ cháu buồn nên chú gửi này để cháu chơi cùng ba đứa nhỏ. Chú viết như vậy cháu đọc hiểu không? Hi hi hi. Chú. Chú gì chị ba? Nào. Chú luôn muốn cháu sống vui vẻ cùng gia đình. Nhớ đừng làm cho cha mẹ buồn và phải nghe lời hai chị. Chú Can. Vỗ tay. Rồi, cảm ơn chú đây. Dạ, con cũng xin cảm ơn chú. Con sẽ cố gắng là sẽ học thật giỏi và nghe lời của cha mẹ với lại hai chị. Hỏi vỗ hứa không em? Rồi, giờ đếm tiền nha. Trời ơi, em ăn bánh rồi kìa. Không mời ông bà của chú gì trơn. Ông bà của chú ăn 40 tấm. 50, 60, 70, 80, 90. Hôm nay có bao nhiêu bé Dương bán có lợi không nha? 120 này nè. Hồi nãy con nhai rồi, giờ con ăn xong rồi con sống bà con chú. 130. Nào ông bà con chú ăn bán ấm luôn. Điếm tiền phụ dốt kìa, coi được nhiêu tiền. Ấm luôn. 140. Gà phát, gà của mẹ hay cất. Hôm nay Miu đẹp quá ta. Tao quay bươi tóc cho mẹ coi ơi. Ồ, ồ đẹp quá trời đẹp rồi. 156.000. 156.000 hồi nãy là chị đếm gõ cuốn là 34 cuốn á. Vậy là được 85.000 đúng không? Dạ. Vậy là mình có lời không? 85.000 nhưng mà chị mua thì mình lời chắc cũng khoảng 20.000 à. 20. Dạ. Mua hết 65 chút bún gì kia đó. Mấy ngàn gì đó. Vậy là mình lợi 20 ngàn đó chị ba. Lợi 20 ngàn. Con 1 ngàn chút kìa. 10 ngàn rồi còn lại được 10 ngàn. Rồi hôm nay đi bán với dốt hay sao Mèo? Vui. Vui hả? Thấy dốt bán đắt không? Bán đắt. Đắt. Nãy chùi dốt ế không có đồ đắt. Rồi. Rồi thì hôm nay clip của con xin tới đây cũng xin kết thúc. Chúc ông bà, cô chú, anh chị xem clip thật vui vẻ. Bye bye. Bye bye cả nhà. Bye bye cô chú anh chị và các bạn.